Haya, chắc hẳn là giờ đây tất cả những cái bạn Sam fan rồi những cái bạn mà trong cộng đồng công nghệ thì đều đang đặt ra một câu hỏi rất là lớn, đó chính là tại sao Galaxy Note 20 lại được hoàn thiện bằng chất liệu nhựa. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu xem là chất liệu nhựa thì sẽ có những ưu và nhược điểm như thế nào đối với lại một chiếc điện thoại smartphone. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi giải mã lý do mà Samsung lựa chọn chất liệu nhựa cho một chiếc điện thoại flagship của mình như vậy. Và đương nhiên, một lý do mà không cần phải giải thích quá dài dòng thì các bạn cũng đã nhìn thấy ngay trước mắt luôn. Đó chính là để tiết giảm cái chi phí của một chiếc smartphone lại để có thể đầu tư vào những cái phần khác chăng. Điều này thì mình chưa biết, nhưng mà nó là để tiết kiệm tiền thì mình lại thấy có vẻ là chưa hợp lý cho lắm. Bởi vì rõ ràng là cái mức giá của Galaxy Note 20 thì không hề rẻ một tí nào cả. Ví dụ như là Galaxy Note 10 Lite đi, thì có mức giá quá rẻ thì cái lý do này nó quá là hợp tình hợp lý. Còn cái việc mà Note 20 sở hữu một cái mức giá như vậy và để kêu tiết kiệm tiền thì mình thấy có vẻ là chưa thuyết phục. Và một cái lý do mình nghĩ là nó sẽ thuyết phục hơn, đó chính là chiếc Samsung Galaxy Note 20 này đang là một cái bước nền để có thể đẩy số sale cho chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Không biết là các bạn có cùng quan điểm với mình hay không thì để lại comment bên dưới nha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói qua về nhược điểm của chất liệu nhựa thì nó sẽ như thế nào. Đầu tiên là sẽ dễ xước nè, thứ hai là dễ xuống màu, số 3 là dễ bám vân tay và mồ hôi. Tuy nhiên, Samsung đối với là một chiếc điện thoại flagship như vậy thì họ cũng rất là chỉnh chu khi mà lựa chọn chất liệu nhựa này cho chiếc điện thoại của mình, bằng việc là họ đã phủ thêm một lớp nhám nữa để giúp cái cảm giác cầm của các bạn thì vô cùng là thích thú và mình sờ lên đây thì rất là đã tay luôn á. Và ngoài ra thì nó cũng đã giảm thiểu được cái việc là bám mồ hôi vân tay rất là nhiều luôn. Mặc dù là cái phiên bản mình đang sử dụng và cầm những ngày qua là phiên bản màu đen, một cái màu sắc mà rất là dễ bám. Tuy nhiên đối với chiếc máy này thì nó đã giảm thiểu tối đa được cái việc đó. Và như các bạn cũng biết rằng là những ngày qua thì mình rất là thích sử dụng máy trần và không có sử dụng ốp. Nhưng mà cũng có một lời khuyên với các bạn là bởi vì chất liệu nhựa thì cái nhược điểm lớn nhất là rất là dễ bị trầy xước, cho nên là các bạn cũng nên xài ốp chiếc điện thoại này nha. Lâu lâu mà mình sống ảo thì mình xài máy trần thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói về phần ưu điểm của chất liệu nhựa. Thứ nhất là nó sẽ nhẹ, thứ hai là nó sẽ dễ phối màu hơn là chất liệu kính. Và khi mà màu nó phối ra thì sẽ có được những cái nước màu nó rực rỡ và nhìn bắt mắt hơn. Và cái điểm số 3 là cái điểm mình rất là thích, đó chính là cái khả năng bắt nhiệt rất là kém. Cho nên là cái việc mà mình cầm điện thoại sử dụng lâu giờ, mình chơi game hoặc là mình đi nắng ngoài đường rất là lâu luôn á, thì mình vẫn cảm thấy là máy nó không có bị ảnh hưởng về phần nhiệt độ và không là mình bị khó chịu. Và cái điểm thứ tư, một cái điểm mình nghĩ là nhiều bạn rất là quan tâm là khi mà làm bằng chất liệu nhựa thì cái độ đàn hồi cũng như là độ bền bỉ rất là tốt. Việc mà các bạn làm rớt máy xuống thì nó cũng đã giảm được cái tình trạng là bị hư hỏng. Nhưng mà cuối cùng, nhựa thì vẫn hoàn nhựa mà thôi. Và với một cái chiếc máy mà hơn 20 triệu trong khi đó được làm bằng chất liệu nhựa thì mình cảm thấy đây là một cái điểm nó khá là đáng tiếc. Và nếu như mà Note 10 Lite á, là một cái chiếc điện thoại mà giá rẻ và dành cho những cái bạn nào mà có phân khúc phổ thông mà muốn sử dụng Note, chiếc Samsung Galaxy Note 10 là một cái chiếc điện thoại nhắm tới những cái bạn nữ muốn tiếp cận dòng Note, thì đối với là chiếc Samsung Galaxy Note 20 năm nay, thực sự là đứng góc độ là một người sử dụng điện thoại và đã cầm rất nhiều những chiếc điện thoại dòng Note như mình vẫn chưa nhận ra được là chiến lược mà Samsung dành cho chiếc máy này như thế nào. Ngoài cái việc là nó sẽ trở thành một cái bước đệm, một cái bước nhảy rất tốt cho chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra của chúng ta. Thật ra là mình định kết thúc cái clip này rồi nhưng mà quên mất còn một ý chưa kịp chia sẻ với các bạn. Thật ra thì đối với lại chiếc Samsung Galaxy Note 20 này, nói chung là cũng khá là đáng tiếc. Tuy nhiên chỉ dành cho bạn nào mà quá là khó tính như mình thì mới cảm thấy như vậy thôi. Còn thật ra những cái điểm khác về phần cấu hình, hiệu năng, camera thì thật sự là Note 20 đã làm được rất là tốt những cái điểm đó. Và ngoài ra về phần thiết kế, từ cái việc gia công cho đến những cái đường nét rất là sắc sảo, tinh tế. Nói chung là chỉ có một cái điểm trừ nhất là thiết kế bằng nhựa. Ok, vừa rồi là những chia sẻ của mình về vấn đề là tại sao chiếc Samsung Galaxy Note 20 lại được hoàn thiện bằng chất liệu nhựa. Và không biết là ý kiến của bạn như thế nào về vấn đề này thì các bạn đừng quên để lại comment bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp các bạn trong những video lần sau. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Thức Di Động. Bye bye.